Trong ngày thi đấu này, đội tuyển judo Việt Nam đã thi đấu xuất sắc và giành huy chương vàng ở nội dung đồng đội nữ. Xuất sắc giành quyền vào chung kết nội dung đồng đội nữ gặp đội tuyển nữ Indonesia, các võ sĩ judo Việt Nam đã thể hiện đầy ấn tượng với 3 trận thắng liên tiếp của Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Ngọc Diễm Phương và Hồ Thị Như Vân. Với thể thức thi đấu 5 tháng 3 ở chung kết, đội tuyển judo Việt Nam coi như đã giành chiến thắng chung cuộc. Hai trận đấu còn lại chỉ mang ý nghĩa thủ tục. Thắng 3-2 trước đội tuyển Indonesia, đội tuyển judo Việt Nam giành huy chương vàng nội dung đồng đội nữ. Còn ở trận chung kết, đồng đội nam, đội tuyển Việt Nam đã dẫn trước 2-0 nhưng không thể giữ được lợi thế của mình và thua ngược 2-3 trước đội tuyển judo Thái Lan và chấp nhận thắng huy chương bạc. Khép lại những ngày tranh tài ở SEA Games 30, đội tuyển judo Việt Nam giành được tổng cộng 2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 4 huy chương đồng, vượt chỉ tiêu đề ra tại kỳ SEA Games lần này.